Thực hiện giãn cách, bệnh viện Việt Đức không tiếp nhận bệnh nhân mới. Theo cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh, hiện tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo nhưng phải sàng lọc kỹ đối tượng này. Sau khi có thông tin về ca bệnh là người nhà vào chăm sóc người bệnh điều trị tại khoa ung bướu của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sáng ngày 1 tháng 10, đoàn công tác của cục Quản lý khám chữa bệnh do phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khôi, cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn cùng đại diện Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Y tế Quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới đều ở tại cộng đồng. Cả hai ca này đều thuộc quận Hoàn Kiếm và ở chùm sàng lọc ho sốt, trong đó có bệnh nhân PDT Nam, sinh năm 1972, quê quán tại Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Bệnh nhân là người nhà vào chăm sóc người bệnh, điều trị tại khoa ung bướu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19 tháng 9. Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm thời phong tỏa tòa nhà D, lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà với số lượng khoảng 1.400 người. Bệnh viện phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, CDC Hà Nội, lấy trên 4.000 mẫu xét nghiệm của toàn bộ cán bộ y tế, nhân viên dịch vụ bệnh viện. Tại buổi làm việc, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, với quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trước mắt bệnh viện phối hợp với CDC Hà Nội phải xét nghiệm thật nhanh để xác định vùng nào là vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng tại bệnh viện. Hai vùng đỏ, tức hoa tiêu hóa và ung bướu, nơi có ca dương tính phải cách ly ngay. Hiện tại bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo nhưng phải bố trí luồng riêng cho bệnh nhân cấp cứu và phải sàng lọc kỹ đối tượng này. Tạm thời bệnh viện chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện. Bộ y tế sẽ thành lập tổ công tác để cùng với bệnh viện hữu nghị Việt Đức xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch và tổ chức khám chữa bệnh để ngăn chặn, khống chế không để nguồn lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế cũng đồng ý với đề xuất của bệnh viện hữu nghị Việt Đức điều chuyển thuốc Remdesivir được cấp cho bệnh viện từ trung tâm hồi sức bệnh viện Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển về bệnh viện hữu nghị Việt Đức để điều trị trường hợp F0 tại bệnh viện. Bệnh viện phối hợp với Sở Y tế Hà Nội giãn cách người nhà bệnh nhân và đề xuất khách sạn để đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đề nghị Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ thực hiện nhanh công tác xét nghiệm và định kỳ xét nghiệm lại sau 3 ngày, 7 ngày và hỗ trợ công tác giãn cách người nhà bệnh viện. Bệnh viện sẽ đảm bảo chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ở lại điều trị.